Xin chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Duy nhằm hưởng ứng ngày lễ quốc tế lao động, Duy sẽ bán giảm giá cái mặt hàng một cây giống như thế này, cây giống như thế này. Mấy anh chị nhìn sơ qua ngang cây giống như thế này, những cây giống như thế này. Cái này là cái phi điệp hoặc là giá là hoặc là ở miền Nam gọi là giá hạt nha. Cây nhỏ nhỏ như thế này, Duy bán 15k một cây, Duy bán trong vòng 3 ngày nha, 30 tháng 4, 1 tháng 5 và ngày 2 tháng 5 nha. Để cho những ai mà mình đi chơi đó, thì ngày mùng 2 tháng 5 thì mình cũng sẽ về. Đó, cây giống như thế này. Đó, cái hàng này là cái hàng lẫn lộn nha, khách lựa lẫn lộn. Ở trong đây nó gồm có Duy Linh Xuân, Châu Như, Núi Chúa, rồi có Hòn Hèo, Đắc Lai, rồi có Eso, Chư Morai, Gia Ly nha. Cái này hàng tập nhôm nha. Nếu mà hay mấy anh chị mua những cái hàng này, mấy anh chị sổ ra, nó cũng sẽ ra những cái mặt bông bạch, những cái mặt bông bạch nha. Đây, những cái bông này á, bông như thế này thì ở miền Nam là nó được gọi là bạch đó. Ở đây khí hậu nóng, còn ở trên Duy Linh nó còn dữ dàng hơn nữa mấy anh chị à. Ở trên đó khí hậu á, cho nên nó làm bông nó lên sát rất là nhiều nha. Cây giống như thế này, cây lớn có, nhỏ có nha. Cây này mấy anh chị về có những cây nó đang lú mầm gốc, về mình thay ra. Đây, có những cây đang lú mầm gốc, có những cây thì nó chưa có mầm gốc. Mấy anh chị cứ việc mua về, mấy anh chị thay chậu lớn, thay chậu lớn giống như Duy, hai chậu lớn giống như vậy đó, nhỏ nhỏ giống như vậy đó, trồng chậu hai cây nhỏ 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 này, Duy trồng nhỏ nhỏ này đó, nó sẽ sủa ra được những cái mặt hoa giống như vậy đó. Toàn là bên Duy làm là những cái mặt hoa cực kỳ đẹp nha. Đây đó, mặt hoa cực kỳ đẹp luôn, bạch hết, cực kỳ bạch luôn nha. Cái này nó bạch dài là ở trên khí hậu lạnh á, tới Tết là nó lạnh là nó bạch luôn, cực kỳ đẹp, nó lanh sát cực kỳ đẹp. Một cây nhỏ 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 như thế này á, Duy bán có 15.000 cây à. Đó, cực kỳ, bán cực kỳ khuyến mãi luôn. Anh chị nào ở gần thì đi vô trường đại học 55 mình lựa. Đó. Còn xa xa thì em ship code nha. Cái số điện thoại của Duy là 0986011680 nha. Mấy anh chị nhớ bấm like và chia sẻ để mọi người có thể mua được những cây giả hạt giống như vậy đó. Đại Châu, Nghinh Xuân, Ngọc Điểm gì đây cũng 15.000 một cây nha. Anh chị thích cây nào mình lấy cây đó nha. Lớn có, nhỏ có nha. Cây này anh chị trồng giữa Tết năm nay có hoa, còn không thì giờ này sang năm có hoa là hết tất cả đó. Nếu mà mình trồng không được tốt, không được giỏ thì giờ này sang Nam là đủ Nam có hoa. Những cái cây này đang chuẩn bị ra mầm gốc này, nó rụng hết này, đang lú ra mầm gốc này nha mấy anh chị. Mấy anh chị thích cái cây nào mấy anh chị chốt cái cây đó cho em. Đó, cực kỳ khuyến mãi luôn, bán rẻ, cực kỳ rẻ luôn. Nhớ là Duy bán tới ngày mùng 2 tháng 5 là hết nha. Rất là nhiều. Hôm qua đó, mấy sáng nay người ta họ vô mua rất là nhiều. Đó. Cái số điện thoại của Duy 0986011680, có Zalo và Facebook nha. Mấy anh chị thích. Đó, có những cái mặt hoa rất là đẹp giống nhà này, đó. Hoa quai đồ nó trông lung tung thấy không? Ở trong này rất là nhiều hàng lẫn lộn nha. Hàng lẫn lộn, anh chị thích siêu tầm. Giá cực kỳ 15.000 một chậu, 15.000 một chậu như thế này. Đó. Nói chung là có chậu lớn, chậu nhỏ nha với anh chị nha. Này có chậu lớn, chậu nhỏ. Nhưng mà cây nào cũng khỏe, cũng mạnh hết nè. Đó. Đó, cây nào rụng lá mình đừng có bỏ, thì trước sau nó cũng ra mầm gốc nè. Như cái cây giống dài thì trước sau nó cũng ra mầm gốc nha. Rồi, đang chờ ra mầm gốc đó mấy anh chị à. Rồi, cảm ơn mấy anh chị đã theo dõi video của Duy. Nhớ bấm like và chia sẻ giúp Duy nha.